Thiền định và thiền tuệ khác nhau ra sao? Có thể tu tập thiền tuệ mà không tu tập thiền định không? Hay phải tu tập cả hai? Đối với Phật tử muốn tu tập thiền tuệ thì nên bắt đầu từ đâu để thực tập? Mong sư hướng dẫn cho con biết. Nó có bốn hạng chúng sanh. Uggati Tanyu là hạng chỉ nghe một câu là chứng đắc. Thứ hai là Vipanchi Tanyu là nghe trọn vẹn một bài kệ hoặc một bài kinh thì chứng đắc. Hai hạng này không còn ở thế gian này, tức là chúng ta không nằm trong hai hạng này. Nếu chúng ta nằm trong hai hạng này là chúng ta đã sanh vào thời Phật chứ không sanh vào thời này. Cho nên thời này không còn cái chuyện gọi là đốn ngộ, không còn nữa. Mà chỉ còn hai hạng sau là hạng này vô. Tức là hạng sau khi nghe về phải thực hành tuần tự thứ lớp thì mới có khả năng chứng đắc. Và hạng thứ tư là Patabaramo, thì tức là cái hạng mà chỉ dừng ở cái câu chữ thôi, tức là hành nó không có đạt đến sự chứng đắc nào cả. Thì đối với thứ nhất là chúng ta không biết chúng ta thuộc hạng nào trong hai hạng cuối là Neyo hay là Patabaramo. Nhưng điều đó nó không quan trọng bằng việc chúng ta có nỗ lực hay là không. Nếu chúng ta là hạng nay vô mà chúng ta không có sự nỗ lực xứng đáng thì chúng ta cũng không thể chứng đắc được. Còn nếu như chúng ta là hạng Pataparamo đó, đời này có nỗ lực tu cũng không chứng gì cả, thì đời sau, như trong chú giải về kinh tứ niệm xứ, đời sau chúng ta hoàn toàn có thể là hai hạng đầu Uggati Tanyu hoặc Quý Bành Chi Tanyu. Quý vị có biết là tại sao những người mà nghe Phật nói một câu chứng đắc hoặc là nghe Phật thuyết một bài kinh là chứng đắc hay không? Bởi vì họ đã hành từ trước rồi, tức là ở kiếp trước họ là hạng Patabaramo. Họ đã thực hành rồi mà họ là hạng Patabaramo cho nên không có chứng đắc gì cả. Nhưng nhờ cái sự thực hành đó cho nên ở cái kiếp hiện tại họ được trở thành hai hạng đầu là Uggati Tanyu và Vipanchi Tanyu. Cho nên mình là hạng nào trong hai hạng chót nó không quan trọng bằng việc mình có nỗ lực tu tập hay không. Mà nếu như xét theo cái hạng thứ ba là hạng này vô, là chúng ta phải thực hành, mà đã thực hành tuần tự thứ lớp thì phải có sự hỗ trợ của thiền chỉ thì mới có khả năng chứng đắc đạo quả. Còn nếu không có sự hỗ trợ của thiền chỉ thì chúng ta không thể chứng đắc đạo quả. Do tâm không có định thì lấy cái gì chứng đắc đạo quả? Sư lấy ví dụ như một người mà diễn viên xiếc, họ có nhiều cái kỹ năng, thì họ có chạy xe mà buông hai tay ra hoặc chạy xe đạp một bánh thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên đối với họ cái việc không xài tay vẫn có thể lái xe được, cái chuyện đó chuyện bình thường. Hoặc thậm chí là lái xe ô tô, lái xe gắn máy. Ô tô thì không biết, mà gắn máy thì đúng là có người lái gắn máy mà không cần tay. Nhưng mà đối với cái người mà không có vững vàng á, thì họ phải dùng tay chứ, họ mới đạp xe đạp được. Chứ không vững vàng mà còn chơi cái kiểu mà bỏ tay ra thì làm sao mà có thể chạy được trên đường được. Cũng vậy, khi chúng ta có cái định non kém thì chúng ta phải rèn luyện định để phụ trợ. Đôi khi chúng ta một là quá tự tin, tức là cho là mình có thể chứng đắc mà không cần phải thiền chỉ. Hai là thiếu trí,
Chỉ có người thiếu trí, lười biếng, ngu dốt thì mới không chịu thực hành thiền chỉ. Giống như một người không có gọi là không có thuần thục, mà cứ bây giờ phải tập, giờ tôi tập chạy xe đạp mà tôi phải tập làm sao đó mà tôi không cần dùng tay mà tôi vẫn đạp được, thì lúc đó tôi mới chạy. Chứ còn mà chạy xe đạp dùng tay nó mệt lắm, thì rõ ràng cái người đó không phải là người thông minh. Nhớ giùm sư, cái hạng mà thuần quán, cái hạng thuần quán là hạng không cần chứng đắc các tầng thiền chỉ, chứ không phải là người không cần thực hành thiền chỉ. Nó khác nhau à. Có nghĩa là anh vẫn tu tập thiền chỉ, nhưng anh không cần phải chứng đắc các tầng thiền chỉ, anh vẫn có thể tu tập thiền quán. Thì đó gọi là thuần quán không chỉ. Như vậy thì rõ ràng là dù cho mình có hạng nào thì vẫn cần phải thực hành thiền chỉ.